làng đi qua thăm nhau, men theo lối đi trên sông sâu chiều chiều. Nào thuyền buồm, nào thuyền nan, theo chiều gió lên đường. Ôi, gió vẫn thương muôn loài. Sư phụ kính yêu, Ngài chính là làng gió hiền ấy, vẫn luôn ban trải tình thương trên khắp địa cầu thân thương này. Xin kính mời sư phụ và các anh chị em đồng tu thưởng thức điệu vũ Gió Hiền qua sự thể hiện của các đồng tu Âu Lạc. Cho kẹo. Beautiful. Đẹp quá, đẹp quá. Cảm ơn nha mấy đồng chí nhỏ. Đẹp quá, đẹp quá. I'm proud of you. I'm very proud of you. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị Bồ Tát nhỏ. Thank you. Beautiful. Yes. 下一个节目是来自音乐学院的教授郑师姐为我们带来的小提琴演奏两首曲子。 第一首曲子是《庆丰收》，表现人们喜庆丰年的热烈快乐的场面。
音乐中间会夹杂着模仿百鸟鸣唱的景象。第二首曲子是《良宵》，这首曲子呢抒情，但是清新明快，给人一种怡然自得的感觉，生动地描绘了与朋友欢乐叙旧、守岁守夜、共度良宵的愉快的心情。 Wow.
好有才华。 哦，你看，乡长那么爱你们，很爱你们。<笑>要多拿，没关系，可以多拿。<笑>啊，谢谢，阿姨，不客气，谢谢，谢谢他，谢谢乡长。<笑>我们就政府好好呢，看到没有啊？谢谢，谢谢师姐。我们一般听小提琴都是西方的乐曲。 今天听到小提琴演奏中国的曲子，是啊，漂亮，这么的好听，真的好好听，没想到，对，非常感谢音乐学院的教授郑师姐为我们带来这么好听的小提琴演奏，谢谢谢谢。如果他能够多出几个徒弟像他一样的话，我们白头还可以继续听吧。<笑> 有听到师父说嘛，要多收几个徒弟，训练到这么好。是啊，是中国传统要保存哦。是的，中国音乐不要保存，不要为了西方，西方也有西方的好啦。是，就是我们不能都是跟着别人啊，我们自己也很漂亮，好好高雅的音乐。OK 哈，继续保存。OK。谢谢师父给我们的提醒。 那我们知道，师父其实很关心世界文化。从无上师电视台的播出内容，师父其实常常提醒我们，不管是各国的哪一个同修，都要保存好自己国家的文化，这是非常重要的事情。是，不然世界都一样东西比较没有兴趣了啊，没趣。OK， 很多彩多艺多颜色。是是。 谢谢上帝，让我们这个地球充满这么多不同的人种，好，这么的多彩多姿。我们还有一样要感谢师父，就是感谢师父重新开放印心。由于师父不忍心看到恶意的星球把不好的能量送到地球上来，骚扰着地球人，所以地球才有这么多的战争、苦难以及种种的麻烦。那师父不忍心看到地球人被粗暴的控制着。 所以师父不顾及自己会因此而再受苦，决定再开始印心。昨天就很幸运的有一批新同修诞生，我们恭喜昨天的新同修。也谢谢师父。新同修哈，We are deeply touched and full of gratitude for what Master has done for the human race and for all beings. We can only articulate what cannot be fully expressed in words with today's celebration. We pray that all beings on our planet will be blessed by grace and glory from Almighty God. Praying that the entire human race will quickly be uplifted spiritually and that the world will become vegan. 对吧? Chúng ta luôn mong một địa cầu thuần chay và hòa bình, mong cho mọi người sống với nhau trong ân điển và tình thương của Thượng Đế. Tình thương là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, sưởi ấm và thăng hoa tâm linh muôn loài. Còn gì cao cả hơn tình thương của mẹ vũ trụ? Thương và được thương là ân điển lớn nhất đối với những sinh linh hiện hữu trên trái đất này. Sau đây là ca khúc Love Me. Lời nhạc được phổ từ thi phẩm Love Me do sư phụ kính yêu Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác. Tiếp theo đây xin gửi đến sư phụ và quý đồng tu những thanh âm ngọt ngào qua giọng ca của nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, ca sĩ thuần chay quyến rũ nhất do Peta bình chọn, Hồ Quỳnh Hương. Oh. Ah, you're beautiful all the time. Love me.
Wow. Thank you. Come on. Come here. Careful, careful. Oh, beautiful voice you have. Beautiful voice. Oh, it's Taiwan again. Thông thường, lăng thường. Cảm ơn, cảm ơn. Xin cảm ơn Ngài Thôn trưởng. Rất cảm ơn chính quyền của đất nước Đài Loan. Xin cảm ơn Ngài Thôn trưởng đã chăm sóc sư phụ của tất cả chúng con. Và cảm ơn Ngài đã luôn tạo điều kiện cho tất cả chúng con có mặt ở đây để có những giây phút thật hạnh phúc bên sư phụ. Nâng cao sáng. Nâng cao sáng. Cảm ơn. Ta xua ta phê chẳng cảm chê chê bên Thái Quan đất chân phủ, thơ biệt cảm chí, xuân phủ, sang trọng. Chê chỉ nên trao cụ sư phụ, cần trao cụ cơ vị thống siêu, lăng tham mình yếu y xê khoai lơ đà, an bình đà, sử dụng tại chơ lì. Bà nói là thật ra là sư phụ chăm sóc mọi người. Thái khờ chi là. Thá thái khờ chi, thá sư phụ chào cụ đà, bú sư thả. Đó thái khờ chi là. À, xí xí là. Chân là, thá mê hẳn cảm ơn là. Hẳn cảm ơn. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với tất cả chúng con. Vì đây là một ngày để chào mừng ngày lễ tôn vinh một vị thầy tâm linh vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Đó chính là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Hãy đừng quỳ hư áo. Ok, thank you. Thank you. Yes. Có lẽ là Ngài đã dẫn dắt chúng con và đã cứu rỗi cho tất cả chúng sinh thật sự vượt khỏi sự sinh tử luân hồi. Ngài như bóng dừa xanh sa mạc, che chở hồn ta trong bóng mát vô biên. Và con muốn xin được hát tặng Ngài cũng như là vị khách quý cùng tất cả quý vị một bài hát nữa được không ạ? Được, ok. Bài hát này cũng được phổ nhạc từ những vần thơ của Ngài đó. Dạ vâng ạ, nhạc phẩm mang tựa đề Đại Đạo Sư ạ. How come everybody take music out of my songs? Okay. Anyway, you nhưng like. Bài này hơi vui một tí xíu, con có thể nhún nhảy một tí được không? Okay, no problem. Please don't go up, go up, yeah. So everybody can see you. Yeah. Be careful. Con xin phép ạ. Careful. Yeah. Con gửi đấy, tí con phải lấy lại. Okay. Sao lại là ta?
tình và tình cảm trông và ân xuống dài hơn xa thế giới. Người đây rồi, lòng ta không mong đợi, mắt trung dương đầy bóng ai từ bi, hào quang uy nghiêm rực rỡ lạ kỳ, dìu dắt kẻ lạc đường về nguyên thủy. You want? Be careful, careful. There you go. Hát nhiều khang tiếng. Yeah. Ah, okay. You can keep that. You can keep the cup. Dạ, con cảm ơn. Sư phụ có thích nghe bài cho chị Sen không ạ? Bài hát cho chị Sen đấy ạ. Ngày đấy sư phụ đưa bài thơ mà nói là về làm ở Âu Lạc á. Oh, yeah, yeah, okay. Whatever, yeah, if you like. Can you stand there, it's easier. Có chuẩn bị không? Có. Okay, okay, good. Yeah, okay, hay lắm, bài nào cũng hay lắm. You don't have your own song, you always take my song. Uncle. Yeah, okay. Go, go, go. Go, go, go. Thanh xuân cũng má hương sao trời khuyết đãi kẻ hiền lương sống vai ở mượn cơm áo tạm khóc đó cười đây ra vào cõi sống như cứ chờ có chút lòng không cũng dài buồn nhìn người mắt sáng như gương hay là da mu Cảm ơn.
Ngài chính là mùa xuân bất tận. Yeah! 亲爱的杨乡长，我想跟您简单介绍一下，这位优乐师姐就是越南师姐，她在优乐是最出名的女高音，她可以连续唱三个八度音。 您刚才有听到，是好高的声音，而且她得过无数的奖项，她被号称为得奖女王。<笑>更了不起的是，在2013年，在美国的最出名的动物保护组织 PETA 选她为亚洲最性感的素食女艺人。同意。<笑>只跟您简单介绍一下这位。 巨星，好，那我们今天的节目呢进行到这里，非常顺利圆满的结束。我们很感谢乡长杨乡长，感谢杨乡长，谢谢您这么慈悲的，发送这么多的糖果饼干给我们的表演人员，谢谢您的爱心，谢谢。 现在可以谢谢你的师父了。<笑><笑>我在等啊。<笑>谢谢我们最敬爱的妈咪青海师父、青海无上师，跟我们一起共度这么美好的青海日。当然，我们也感谢众天神，还有佛菩萨的加持，感谢上帝的恩典与加持，让我们今天的节目顺利圆满的演出。好，那接下来时间我们邀请师父还有。 杨乡长上台，他了，我<笑>帮我们切庆祝的素糕好吗？啊，蛋糕 OK OK， 那个简单，一起去，欢迎欢迎，我不能在这里，来多，好，请表演人员上台，一起庆祝切素糕，让大家再看你们一点了啊，那些 MC 也会过来一起来了。 哎，一个，对，那你不要一起，好了，一二三，一二三，一二三
这不是进驻金海日了，进驻你们自己等级在降高很快，我也很惊讶，恭喜恭喜啊，我很惊喜。 Okay, everybody, like a little 象征了，来来来，啊，哦，太多了，可以给你了，啊，刚才我们一起弄是吗？有哈，有，来一起弄嘛，哎，既然来了就我们就<笑>我们就心想吧，啊，哎，来了就是这样吗？嗯，一起弄了，嗯，Come here, everybody, yeah, yeah, I will forever love you. That you so adore, through all the beauties that you so adore, together, you will forever search for the love in yonder, the love in yourself, the love in my Lord that you so adore. The true love you find only by my side. When your journey ends, I send you my side. I send you my trong ngày mới thành phố nói thôn xa vời vợi người chết nói lên tiếng vào đời và nụ cười nở trên môi từ bắc vô nam nổi liền nắm tay ta đi từ đồng hóa mu vượt hết núi đồi vượt thác treo leo tay ta vượt leo từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nổi liền
biển xanh sông gấm nơi là một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dựng tình người trong ngày mai. Thành phố nối thôn xa vời vợi, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ Đông Hoan Vu vượt hết núi đồi. Mặt đất bao leo, nay ta vượt theo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối là một vòng tự tin. Rừng núi giang tay nối lại biển xa. Ta đi vòng tay vừa nói sân. It's international, not Vietnam. Mặt treo leo, nơi ta vượt đèo. Từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tự sinh. Dòng máu đó con tim đồng loại, dừng tình người trong ngày mai. Anh phố nơi xuân sao vời vời, người chết nuôi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nổi liền nắm tay, ta đi từ Đồng Hoang Vu vừa hết núi đồi. Vượt thác treo leo đây ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nổi liền. Biển xanh sông gấm nối thuyền một vòng tự sinh. Thank you everybody, and go enjoy your dinner now. 谢谢，感谢师傅，感谢乡长，谢谢，感谢大家，谢谢，谢谢。 Okay, 祝大家好吃啊！ Love you, love you, love you, love master. 谢谢师父，我们爱你。我们都是好朋友，让我们来牵着手，美好时间莫错过，留住欢笑开心哦。欢乐年华，一刻不停留，时光匆匆，哎呀呀呀呀，要把握。 留住欢笑在心头，欢乐年华，一刻不停留。乡长，乡长哈，谢谢他。真的，我讲真话，从我心讲出来的。他来了，我才。 啊，不晓得怎么样，哎，说，要高兴起来一点。OK， 好，谢谢，谢谢啊，你一个我一个啊，然后我们自己来，跟他们一样，大家自己来了，一起吃。OK， 平等民族，台湾民族，台湾最民族，我喜欢。工作很多，你工作很多要多不少。不会了，不会。 村人往生嘛，他这要去哦，那个啊，告别式啊，然后后来要去，啊，世界是这样，世界是这样，现在要有喜的，那两个人结婚啊，他就要两场绕跑，然后现在，然后后来要再看那个病人，在医院里面，然后现在要去看我这个老人啊，哎呀，整天看人，他好辛苦哦。 啊，谢谢你，大家拍手拍手。谢谢你这么忙来看我们。我上次常跟你们抱怨说，我在这边多久年了，你们从来没有一个人带我到处都看我们的家乡。啊，那你们呢？你们就说师傅是台湾人啊，我这边的家，因为你们有派几个人代表来请师傅从欧洲回来嘛，说。
我说有什么理由要我回台湾呢就问我也工作台湾也工作何必回台湾嘛你吃你是一边吃一边听我整天没吃了然后明天怎么伺候春人呢啊继续吃好吧然后诶那他们说是台湾是师傅的家嘛嗯偶尔回来身体才比较好啊他说那又画师傅了又画了啊但是中国人哈 传统就是如果要住外久很久就带一些土啊自己家乡的土啊带走然后偶尔闻一闻这样子就身体健康啊精神比较稳住啊所以他请师傅有时候我没有这边没有带土来如果每个国我都带一个土的话我就行李都会很重整个飞机都要住下来才能带我那个土啊很多国家嘛嗯不他说不过 台湾是师傅住是最久的啊所以像家一样啊就要偶尔要回来才好嗯那我回来就常抱怨我说我住已经很久你们既然认为师傅是台湾人要请我已经没有一个人带我到处去看看我们家乡啊啊因为我上次迷路的时候坐计程车回来嘛我自己不知道怎么走计程车也他也不知道 因为这边好像路不很清楚嘛我也不知道怎么讲了很明白所以到迷路然后到处都走我才看到哦西湖很漂亮诶有什么玩的地方也有呢露营区什么有吗哎呀然后有一个马祖的山很大很大很漂亮哦啊对对龙宫什么还有一些地方我看到吃着我很漂亮啊 还有上次回来经过那些竹林啊什么西湖嘛啊不是苗栗到处都差不多很多那个竹子啊很漂亮你知道竹子是给我们很多那个阳气的哎啊四周围都是还是很保存很单纯跟以前一样啊您吃您吃哎不然的话哎呀我们这边一定没那么好空气了是吗哎呀非常漂亮 啊然后我跟我那个司机说哇我很爱苗栗我很爱苗栗苗栗就是西湖是集中了然后乡长刚才请我他说你他问我有没有去过到处去看过我说没有啊没人带我哦好可怜你看啊金海无上师什么都没一个人带我去玩啊他说改天他有空去带师傅 我说我怕他忙啊啊，不要让他们知道，不然呢我们交通阻塞，嗯，我们两个去就好了，OK， 因为他们都是这样啊。以前呢，我回来的时候，常常他们在机场等不少风声啊，我没有说啊，他们到处都传出来，然后在机场啊挡人家的飞机，<笑>不是挡飞机，就是给人家那个在机场在入口很忙啊，嗯，对，啊，不过。 我跟你讲，台湾人非常好的，其实哦，就样子，他们也不抱怨了。然后机场的人既然也找人了，找工作人员安排一个房子给我们，给我见他们。你看，所以后来我就不任何讲的话，不能讲出来，任何的讲的我知道是谁。<笑>所以以后我就默默一直回去了，一个人回去坐计程车嘛，所以才迷路啊。 迷路才知道西湖很漂亮啊，这样很美哎，很绿啊，懂不懂啊？对环境非常好，身体健康啊。所以你看他那么啊，年纪的啊，还整天这样子，从一个地方跑到另外一个地方，也是公众面前的那种，不是说一个人这样就可以自在吃饭了，了解吗？在公众的话要笑容啊，要做什么什么的。 师傅，你是说我要笑着吃就对了，<笑>对，一边吃一边吃。<笑>对啊，这当公众人呢、啊、不简单哈。哎呀，我觉得哈、啊，乡长是那跟人民更靠近的哈，啊，更靠近，比较高等的那个啊、政府人员还靠近的，所以他很辛苦啊，他真的很疼爱人、啊，他也不应该去的啊。 他不应该去了，他可以找理由说我不要了，我不去了，我老了，我累了，我工作很多了，没有，不行，他就去了，不行啊，不行，心不安哈。
是那个政府是为人民而设的，是对了，这样才对了。越南以前呢，我很小的时候，到处我都去看他们弄那个标志，他们说公务人员就是人民的那个公仆，对了。 不过我觉得那个时候，我觉得他们不是我们的公仆，是我们的老板的样子。我小的时候批评性比较严重，现在我知道了，当政府没简单。OK， 哎呀，不过我们现在台湾很好嘞，哎，去英国6个月免签，去欧洲3个月免签。我记得以前我刚来的时候哈，我要带一个徒弟去美国，哇，不行啊！ 台要检查很多，有没有家，有没有房子，有没有财产，然后有没有结婚，你有财产有结婚，不一定能去，是吗？以前呢，即使年前师傅去的时候是这样，我就能带一只而已，一个，女孩子，那个时候我们剃头光光嘛，正式出家人，还关，你是男的，我是女的，<笑>我们说我们两个都是女的，啊，怎么都没有头发，<笑>怎么穿奇怪的衣服？我说我们就是出家人，穿这样衣服了，哇，我没有关系，我的还查了，查我鞋子啊，像这样子，没什么，还要拔出来拿出来剥出来看看，照相照X光看看有没有什么东西在里面，然后我衣服什么没有多衣服，只有一个事情，声带而已，还翻出来，全部都翻出来看。 然后后来我说好了，不要再穿出家人衣服了。我们穿普通人衣服比较好过日子。哦，把你衣服脱下来看看呢。哦，好可怕。然后这个不是第一次啊，第一次啊，大概第一次去美国了。后来去加拿大什么也是带一些住家。那个时候我还没有想那个不要穿出家衣服了。后来去别的国家嘛，因为带很多那些什么。 翻译的那些东西啊，他们说你是不是从United Nations来的？<笑>是不是从那个联合国来的？我说不，我们是出家的团体，从台湾来要去这边看自己的那个同伴呢、同志们呢。<笑>哦，他查我们查的好辛苦，好辛苦，也每次都这样啊，他们从来没看到出家人或是怎样啊，奇怪。 后来太多事了，耽误很多时间。有一次我们飞机赶不上啊，懂吗？东西都被扣住在那里，啊，多在机场睡觉，啊，在警察那边睡觉，等他们查好，我们身份，还有把我们全部的那些耳机都把它全部放出来看，机器什么都把它拆开看看，哇，啊，太辛苦了。<笑> 去别的地方也是这样子啊，欧洲的那些哇，好辛苦，好辛苦。后来我说好了，我们我以前呢、啊，为了众生啊，那个离开家庭了，懂吗？我说我现在也是为了众生离开住家的衣服，<笑>然后我们就不穿了，就比较自在了，啊，通关了，没事了，看也不看了，啊，我们就走过去了，简单了，因为这样有一次啊，或是两次啊。 最少一次我记得，有一个奖金太长要举哨了，因为师傅过不去啊，懂吗？过不去，他们什么样都放出来看，然后不让我走，时间到了，就大家回家了，那个观众啊都回去了，然后我过来的时候，我一个出家人就跟我讲，师傅没了。 <笑>你可以回去了，<笑>哦，这么惨，<笑>所以后来我说好了好了，我为了大众生那个离开家了，我现在为了众生离开这个外表的，就是这样啊，从那个时候就不再转了，知道了，历史是这样，我从来没跟你们讲啊，有吗？没有，今天知道为了上长老，我高兴告诉你们秘密的，<笑>你们要感谢我，因为你们挖到宝了。<笑> 我也吃饱了，其实我已经不能吃了，我吃了大概3天的份了。不会了，你供给我那么多。不，真的不行。那你吃水果，吃水果，吃水果也好。OK。
回国很快消化。师傅，你每次都讲这一句话。我下一次再来，可能就胖好几公斤。工作很多嘛。哦，你要多吃，你要多吃。我会一起吃，我们一起吃。太辣，就哭了。就是，吃太多了。哎呀，噎着。刚才你在那边也是哭，为什么？是。应该这么说，是很感动。啊，那个时候是感动，现在正在饱。没有，因为那个是，记得那个去年我们在看那个《真爱沉默的眼泪》。哦，有啊，有。我们看一次，我就看一次，然后就哭一次这样。哦。啊，刚才他唱那个感觉，我就觉得很像那个。很像那个。对，他在唱一个母亲，我觉得那个场景很像。啊，了解。他就会想到自己的妈妈。啊。所以很感动。妈妈哈。嗯。还在。对。就是因为太忙没有去看他。好好好，知道了，我们就是这样子。我妈妈我父母往生，我也没办法回去。第一，因为那个我那个工作的关系啊，所以我不能回去了。然后我自己一个人哭而已。就送爱丽给他们。就这样啊，我们工作的要为大众的话，就没办法就为家庭那么清楚了，没办法。我们都感谢你的父母啦，因为有父母，有你的父母，所以才有你，然后才能大家都，你才可以让每个人都，我刚听那个是超脱轮回，我觉得这是很重要。感谢师父，所谓师父是妈咪啦，谢谢师父。我也有感激他们，我妈妈是，我父母是很有爱心的，我小的时候要什么都有。我也住在小村的，跟这边一样，所以不是说城市啊。不过我去城市读书嘛，然后我要一个摩托车，就给了。嗯，那个村呢，没有人有的，就我一个人有那个摩托车啊。也许一两个啦，啊，比较富有的人就有啊。我也有一个摩托车，我父母很穷了，很穷我就对了。是，你这样每一餐都要在每个人目光中吃东西。会啊，有啦，不过有时候我不饿啊，坐去上面然后慢慢再吃，嗯，或是忙了，就不是这样啊，嗯，因为你看，如果我每天在这边吃，他们都不吃，你看呢、啊？有啊，所以我不能啊，这样也很羡慕你了、啊，那你常来啊，我们一起一个。你替我跟他们吃饭，那就高兴了。他们要吃饭吗？去吃饭了、啊，像那个家长跟你们说要去吃饭，你们就马上去吃饭。现在要孝顺，要听话。Now go。好啊，太好了，谢谢。再来嘛，一定，家人要再来。OK， 拜。上帝保佑啊！我会替妈妈祷告。谢谢您。拜拜，谢谢。好了，要穿红吗？先穿，我不能。谢谢。